Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Cholai Channel. Mấy hôm nay mình sẽ tiếp tục về cái series cái con Flycam Visa E2S. Ở những clip trước mình đã mở hộp hướng dẫn các bạn cách chúng ta kết nối thao tác điều khiển và đã test thử tính năng ST-Check 4.0 rồi Spotlight 2.0. Thì hôm nay trong video này mình sẽ tiếp tục test thử một số cái tính năng khác như là quay video bằng Quick Shot này, rồi là Master Shoot và cái chế độ chụp hình Hyperlapse, rồi Panorama, rồi một số những cài đặt khác ở trong cái phần app điều khiển. Đầu tiên chúng ta sẽ test thử tính năng Hyperlapse. Hyperlapse nó sẽ có 4 cái lựa chọn nhỏ, đó là Free, Circle, Cao Lúc và Wet Spawn. Đầu tiên mình sẽ thử Free. Free là tính năng chụp tự do, máy bay sẽ di chuyển tự do và sẽ có những cái lựa chọn đây cho các bạn chụp. Các bạn sẽ cài đặt cái thời gian chụp 2 giây và 5 giây là cái độ dài của cái video, 1.5m/s, đó là cái tốc độ. Hyperlapse là tính năng các bạn sẽ chụp rất nhiều những bức hình và sau đó ghép thành một cái video. Ở đây chúng ta sẽ có tới 125 bức hình. Chúng ta chọn Free và nhấn vào nút quay video thì lập tức nó sẽ tự động chụp như bạn đang thấy. Thời gian của video chúng ta sẽ có thể thay đổi được tùy các bạn lựa chọn. Sau khi nó đã chụp xong 120 bức hình thì nó sẽ chuyển qua cái bước đó là tạo video. Video synthesis completed. Video đã được tạo thành công. Chúng ta có thể nhấn vào thư mục để có thể xem lại được video. Video này thì ban nãy mình quay có cái độ dài là 5 giây. Đây là kết quả này các bạn. Chúng ta chuyển qua cái chế độ tiếp theo của Hyperlapse, đó là Circle, bay vòng tròn. Chúng ta cũng vẽ đối tượng ở trên màn hình. Sau đó các bạn nhấn vào nút quay video thì cái chế độ này sẽ tự hoạt động. Nó sẽ quay vòng tròn quanh đối tượng. Các bạn có thể lựa chọn được cái thời gian của video, độ dài video tương tự như cái tính năng Free ban nãy. Chụp liên tiếp 125 bức hình. Video synthesis completed. Đây là kết quả này các bạn. Ban nãy thì mình đã chọn được cái đối tượng là ngôi nhà và bây giờ nó sẽ xoay tròn quanh ngôi nhà. Ở cái chế độ này thì máy bay sẽ tiến hành bay theo một cái đường thẳng. Nó sẽ chụp những bức hình ở trên một cái đường thẳng đó. Chúng ta cũng chọn và nhấn vào nút quay video để khởi động cái chế độ này.
sau khi chụp xong thì tạo video, các bạn nhấn vào và xem lại video cái sản phẩm. Synthesis completed. Đây là kết quả các bạn ạ. Video dài 5 giây và sẽ có liên tiếp những bức hình trên một đường thẳng ghép lại với nhau. Ở phần chụp hình chúng ta có thể chụp cơ bản hoặc là chụp Space, ASB và Boost. Chúng ta có 4 cái chế độ chụp hình. Chúng ta sẽ cùng đến với cái tính năng tiếp theo cực kỳ là thú vị, đó là Master Suite. Tính năng này nó đơn giản là tổng hợp của cái những cái chế độ bay ở trong QuickShot, giống như là Mavic Air 2 hoặc là Mini 2. Các bạn thấy QuickShot nó sẽ có những cái chế độ bay riêng, thì Master Suite nó sẽ tổng hợp lại thành một cái video có độ dài mặc định, đó là 2 phút. Các bạn có thể chỉnh lại cái thời gian này, 2 phút. 3, 2, 1. Chúng ta chỉ cần chọn đối tượng ở trên khung hình và chúng ta nhấn Start thì máy bay sẽ tự động thực hiện những cái ảnh mình quay như là zoom in, zoom out này, như các bạn đang thấy trên màn hình. Sau khi xong thì nó sẽ tự động chuyển qua Circle này, tổ hợp của tất cả những cái chế độ quay ở trong QuickShot. Chúng ta chỉ việc khởi động tính năng và chúng ta không cần điều khiển gì nữa, thì máy nó sẽ nó tự động nó quay nó tạo nên một cái video rất là hấp dẫn. Đây là cái chế độ bay drone đi ra xa khỏi đối tượng. Nó sẽ kết hợp những tính năng lại với nhau tạo nên một cái video khá là hay các bạn ạ. Nó sẽ có những cảnh quay đan xen lẫn nhau. Circle này, pha này, và trước đó là medium, bây giờ là pha này. Speed up, fly forward. Nó sẽ đưa cam xuống thẳng với mặt đất và nó bay lia và đưa cái góc cam dần dần hướng lên đối tượng. Rocket, rocket có nghĩa là nó sẽ phóng lên như một chiếc tên lửa.
trên đỉnh đầu của đối tượng và sau đó nó sẽ hạ xuống. Những cái tính năng, những cái chế độ bay này thì đã được lập trình sẵn rồi, thì các bạn dùng cho QuickShot thì các bạn đã biết rồi. MetaShot chỉ là nó tổng hợp lại một cái video thôi. Ok, đã xong. Sau khi quay hết 2 phút thì nó sẽ tiến hành tạo video. Các bạn có thể bấm lại vào thư viện để xem lại. Chúng ta đang xem lại kết quả mình vừa mới quay. Những cảnh quay rất là đẹp. Chúng ta sẽ cùng đến với tính năng cuối cùng ở trong mục này, đó là QuickShot. QuickShot nó sẽ có những chế độ bay như là Drone, Rocket, Circle, Helix. Và chúng ta chọn được cái phạm vi để nó thực hiện chức năng 25m, 30m, các bạn có thể tùy chỉnh. Bây giờ mình sẽ thử từng cái chế độ bay nhé. Three, two, one. Chiếc Mavic E2S này nó còn có thêm hai cái chế độ nữa là Boomerang và SC-Phone. Thì nó sẽ có thêm những cái quỹ đạo bay mới. Bây giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem. Tất cả những cái chế độ bay này đã được lập trình sẵn theo một cái quỹ đạo bay nhất định rồi. Và chúng ta chỉ cần chọn đối tượng, sau đó chúng ta nhấn Start để cho máy tự hoạt động, tự thực hiện cái cảnh quay. Three, two, one. Cause we're on a tough love, always feeling so high.
Bây giờ mình thử cái tính năng đó là tự động né cái vật cản. Các bạn có thể vào trong cái phần safety, cái mục cài đặt ở trong dấu ba chấm, chúng ta chọn lấy cái phần nó có dòng chữ là obstacle avoid action. Nó có ba sự lựa chọn là bypass, brake và off. Thì cái bypass có nghĩa là nó sẽ nhận khi mà cảm biến phát hiện được cái vật thể phía trước thì nó sẽ cho máy bay né sang một bên và đi tiếp. Bây giờ mình sẽ chọn bypass và mình thử cái khả năng này của nó bạn nhá. Chọn bypass và bây giờ mình cho flycam đi tới. Đó, nó sẽ tự động né cái cây ra. Mình sẽ thử lại. Cảm biến hoạt động rất là tốt. Phát hiện được đối tượng lập tức sẽ né sang một bên và đi tiếp. Đó là cái tính năng né được cái vật thể ở trong cái phần chúng ta cài đặt bypass. Còn bên cạnh brake có nghĩa là nó sẽ tới trước vật thể và nó đứng yên tại chỗ, không lao tới cũng không đi qua. Bây giờ mình sẽ thử brake các bạn nhá. Đây, mình đang đẩy cần ga hết cỡ thì cái máy bay nó vẫn đứng yên trước cái cây. Đấy các bạn, mình đẩy cần hết cỡ này, đẩy ga hết cỡ này, đẩy ga hết cỡ nhưng mà cái máy bay nó sẽ đứng yên trước vật thể. Khi chúng ta chọn cái option là brake thì cái máy bay sẽ đứng yên trước vật thể, nó không đi tới, không né qua cũng không đi tới. Đó, các bạn có thể thấy mình đẩy cần ga hết cỡ này nhưng mà cái máy bay nó sẽ đứng yên. Thì mình sẽ chỉnh ra cái chính giữa cái cây một chút này, đẩy hết cỡ này bạn này. Đấy, máy bay đứng yên, cảm biến hoạt động rất là tốt. Còn nếu các bạn chọn cái off á thì flycam nó sẽ đâm thẳng vào vật thể luôn, nó sẽ không né cũng không có dừng lại. Thì cái này thì nếu mà flycam nó bị gì thì chúng ta hoàn toàn chịu trách nhiệm, nhưng mà tất nhiên là chúng ta không ai sẽ để ở chế độ off rồi các bạn ạ. Ở trong cái dấu ba chấm thì các bạn nhấn vô thì nó sẽ hiện ra cái mục control, thì các bạn kéo xuống nó sẽ có cái gimbal mode. Nó hai cái lựa chọn, đó là follow mode hoặc là FPV. Thì follow là cái chế độ mà cái gimbal của camera nó vẫn giữ cái đường chân trời nằm ngang cho dù chúng ta liệng cái flycam. Còn cái FPV thì cái đường chân trời nó sẽ không có giữ nằm ngang nữa, nó sẽ liệng theo cái góc máy, cái góc liệng của cái flycam. Mình sẽ thử cái FPV các bạn nhé. Đó, các bạn có thể quan sát ở trên cái màn hình điều khiển của mình. Cái flycam khi mình liệng thì cái góc của cái camera nó cũng liệng theo, nghiêng theo. Cái đường chân trời nó không còn giữ nằm ngang nữa, cho chúng ta cái cảm giác bay giống như là một chiếc FPV đó các bạn. Bay nó không giữ cái cố định một cái đường, cái góc máy cam. Một đặc điểm mà một số người chơi hay thắc mắc đó là cái đèn LED của cái con flycam này. Các bạn vào phần 3 chấm, cái phần safety, các bạn kéo xuống cái dòng LED thì chúng ta có cái cài đặt auto on hoặc off này. Các bạn nhấn vào on này thì cái đèn LED nó sẽ sáng. Đó, các bạn thấy không? Off là tắt này, on là sáng. Đó. Còn cái auto là chế độ tự động, có nghĩa là khi mà nó đáp xuống, khi các bạn bay ban đêm á, nếu mà nó cảm nhận thấy cái không gian tối thì nó sẽ tự động sáng. Ok, thì cái lúc hôm nay mình đã test với các bạn một số tính năng để nó bổ trợ cho việc quay video như Matte Shoot này, Quick Shoot, Hyperlapse và những cái chế độ bay, những cái cài đặt ở trong phần app điều khiển, một số cái lưu ý quan trọng. Clip hôm nay của mình sẽ được phép dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và nếu cảm thấy video này nó hữu ích thì hãy ủng hộ channel của mình. Like video, subscribe và nhấn chuông để đón xem những video mới nhất của channel Chola Channel các bạn nhé. Ở những clip tiếp theo thì mình sẽ làm một vài cái chủ đề khác nữa liên quan tới con flycam này nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.